Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Đảng Cộng sản Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng thù trong giặc ngoài. Nghiêm trọng nhất, từ trước đến nay trước thềm Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam và dịch cúm virus Vũ Hán, nhưng ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lại vẽ ra bức tranh lạc quan viển vông để lừa dân. Cùng với chủ tâm che giấu các mặt xấu trong Đảng và xã hội, Ông Trọng đã tô hồng điểm phấn cho đường lối lãnh đạo của Đảng trong bài viết chuẩn bị và tiến hành thật tốt đại hội 13 của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, công bố trên hệ thống báo và truyền thông của Đảng ngày 31 tháng 8 năm 2020. Tuy nhiên, ông Trọng đã quên đi hay cố tình bỏ sót những tệ nạn đang làm cho uy tín của Đảng cầm quyền độc tài nhạt dần trong khi đảng chuẩn bị tổ chức đại hội vào đầu tháng riêng năm 2021 thì trung cộng tiếp tục sử dụng quân sự để gia tăng áp lực với các nước có tranh chấp chủ quyền với bắc kinh ở đông gồm có việt nam phi luật tân nam dương mã lai và brunei về đời sống nhân dân thì ông trọng viết ngày 31 tháng 8 năm 2020 xã hội cơ bản ổn định đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao tỷ lệ hộ nghèo từ 58% năm 1993 9,8 18% năm 2016 giảm xuống còn dưới 3% năm 2020. Kết luận này của người đứng đầu Đảng cầm quyền không đúng với tình hình thực tế. Bằng chứng trong báo cáo tình hình kinh tế xã hội của Tổng cục Thống kê Việt Nam cho thấy là ảnh hưởng của dịch virus Vũ Hán lên thị trường lao động hiện rõ và tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm uh, gia tăng trong khi thì số lao động làm việc trong nền kinh tế và thu nhập thì bị giảm. Tỷ lệ thất nghiệp chung của cả nước sau tháng đầu năm ở mức uh, 2,26%, tăng hơn 1,99% của năm 2019. Đặc biệt, tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị trong quý 2 cao kỷ lục là 10 năm chạm mốc 4,46%. Quý 2 năm nay ghi nhận lực lượng trong độ tuổi lao động ước 46,8 triệu người giảm 2,1 triệu người so với quý trước và giảm 2,2 triệu người so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, con số này chạm ngưỡng 47,9 triệu người thấp hơn 1,1 triệu người so với năm ngoái và theo báo thanh niên ngày 1 tháng 6 năm 2020. Trong khi đó thì theo Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB và Tổ chức Lao động Quốc tế thì ở Việt Nam, tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ được báo cáo dự đoán sẽ ở mức 10,8% đến 13,2%, tức là gần gấp đôi so với mức 6,9% của năm 2019. Người trẻ tại Việt Nam sẽ chứng kiến sự biến mất của 370.000 việc làm nếu như dịch bệnh sớm được kiểm soát. Trong trường hợp xấu thì con số này có thể lên đến 548.000 việc làm, báo Hà Nội mới ngày 18 tháng 8 năm 2020. Ngoài ra thì vẫn theo Tổng cục Thống kê Việt Nam thì uh, GDP mức sản xuất nội địa quý 2 đã vừa được ghi nhận tăng 0,36%, đưa mức tăng trưởng GDP của 6 tháng đầu năm lên mức 1,81% là mức tăng thấp nhất tính trong 6 tháng trong ít nhất 30 năm gần đây, công bố ngày 29 tháng 6 năm 2020. Cũng nên biết là báo cáo số người thất nghiệp và mức suy giảm kinh tế của Việt Nam không bao giờ gồm số gần số hàng ngàn công nhân Việt Nam ở nước ngoài đã được đưa về nước vì mất việc và không được bảo vệ sức khỏe tại các nước cũng bị dịch về đất Vũ Hán như ở Việt Nam. Thêm vào đó thì theo một báo cáo của Ngân hàng Thế giới World Bank thì mặc dù đã đạt được thành công chưa từng có, hành trình phát triển của Việt Nam vẫn chưa hoàn thành. Thu nhập bình quân đầu người của người dân Việt Nam hiện nay năm 2019 khoảng 2.800 đô la chỉ bằng 40% mức trung bình của toàn cầu, 20% mức trung bình của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN và 5% mức trung bình của nền kinh tế có thu nhập cao. Việt Nam sẽ mất khoảng 30 năm để đạt được tổng sản phẩm quốc nội GDP trên đầu người hiện nay của Hàn Quốc và 10 năm để đạt được như Trung Quốc. Báo cáo Việt Nam 2035 từ chiến lược hành động Hùa Banh, Báo Thanh niên đằng à, đăng ngày 1 tháng 6 năm 2020. Như thế rõ ràng là xã hội không ổn định và đời sống người dân à, cũng không ngày càng được nâng cao như ông trọng đã hồ hởi khoe ẩu. Đáng chú ý là trong bài viết được coi là kim chỉ nam trong hành động trong 5 năm tới, khóa 13 ông trọng đã phất lờ những tệ nạn trong xã hội đang làm xáo trộn đời sống của người dân Việt Nam. Bằng chứng trong báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 14 tháng 9 năm 2020, thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương đã vạch ra sự thiếu sót cũng trọng, đồng thời đưa ra ánh sáng nhiều mảng đen trong xã hội Việt Nam bây giờ. Về tổng quát thì tướng Vương nói dù đã có nhiều nỗ lực, cố gắng nhưng tình hình tội phạm và vi phạm luật vẫn diễn biến một cách phức tạp, nhưng tính phức tạp không chỉ hạn chế trong hai lĩnh vực tội phạm và vi phạm pháp luật mà còn lan rộng sang các lĩnh vực khác. Mặc dù ông Vương khoe công an đã làm tròn công tác, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập. Chuyện này không mới vì Đảng Cộng sản Việt Nam không chấp nhận đa nguyên đa đảng chính trị. Và ông Tổng Bí Thư, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng cũng đã nói điều này từ lâu để bảo vệ độc quyền lãnh đạo và đặc lợi cho Đảng Cộng sản. Hãy nghe tướng Vương vừa khoe thành tích vừa nhận tình hình vừa thừa nhận tình hình là còn nhiều khó khăn. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2019 đến 31 tháng 7 năm 2020, Bộ Công an phối hợp với các bộ ngành địa phương đã ngăn ngừa âm mưu bạo loạn khủng bố phá hoại, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ và an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh các địa bàn chiến lược, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Tuy nhiên, các thế lực thù địch trong và ngoài nước vẫn tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá trên nhiều lĩnh vực. An ninh nội địa còn tiềm ẩn nhiều nhân tố có thể gây bất ổn. An ninh kinh tế diễn biến một cách phức tạp và ông Vương không nêu tên các thế lực thù địch trong và ngoài nước, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên đã có một viên chức cao cấp có thẩm quyền của Bộ Công an đã tiết lộ có cả thế lực thù địch trong nước chống đảng. Từ trước đến nay thì từ ông Nguyễn Phú Trọng cho đến các cơ quan báo chí của Đảng mỗi khi nói đến những người bất đồng chứng kiến của Đảng hay đã tự diễn biến và tự chuyển hóa thì họ gọi đó là những kẻ cơ hội chính trị. Vậy, các thế lực thù địch trong và ngoài nước là những tổ chức nào do ai cầm đầu hay chỉ là những lời bịa ra để khoe công hoặc chỉ cốt gây ra những ấn tượng nghiêm trọng trong tình hình để hù dọa nhằm gắn với các kế hoạch gọi là diễn biến hòa bình, chống đảng và ban tuyên giáo nói là do Hoa Kỳ cầm đầu. Nhưng trước khi nêu thêm về những điều gọi là phức tạp trong báo cáo của ông tướng công an Lê Quý Vương, hãy tìm hiểu phức tạp là gì. Theo định nghĩa chung của cụm từ này thì hàm ý có nhiều thành phần hoặc nhiều mặt kết hợp đan xen lẫn nhau khó giải quyết Vậy tại sao công an lại khó giải quyết những tệ nạn trong xã hội của Việt Nam khi mà lực lượng này tự phong cho mình là thanh bảo kiếm của Đảng, bảo vệ Đảng, nhà nước và nhân dân theo phương châm còn Đảng còn mình. Hãy nghe thứ trưởng Lê Quý Vương than tiếp. Tình trạng lộ lọt bí mật nhà nước trên không gian mạng ngày càng nghiêm trọng. Hoạt động xuất nhập cảnh trái phép vẫn diễn biến một cách phức tạp và nhất là trong thời điểm đại dịch virus Vũ Hán tái bùng phát, tình hình khiếu kiện vẫn còn phức tạp. Tội phạm giết người tiếp tục có xu hướng gia tăng và nhất là giết người thân với tính chất, mức độ nguy hiểm và hậu quả nghiêm trọng hơn. Còn xuất hiện tình trạng các băng nhóm tụ tập dùng các hung khí để giải quyết mâu thuẫn với nhau. Tội phạm hoạt động tín dụng đen truyền thống vẫn hoạt động giải rác nhỏ lẻ ở một số địa phương và đang chuyển dịch theo phương thức thủ đoạn cho vay trực tuyến. Ngoài ra thì ông Vương còn báo cáo là tội phạm xâm hại tình dục, nhất là xâm hại tình dục trẻ em còn diễn biến một cách phức tạp. Nhiều trường hợp đối tượng là thân nhân, người quen của nạn nhân. Tội phạm sử dụng công nghệ cao dạ danh các cơ quan tư pháp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến một cách phức tạp. Xảy ra một số vụ cướp tiệm vàng, ngân hàng với thủ đoạn liều lĩnh, manh động. Tội phạm mua bán người diễn biến một cách phức tạp nguy cơ xuất hiện tội phạm kinh tế tham nhũng xuyên quốc gia. Cách đó thì nguy cơ xuất hiện tội phạm kinh tế tham nhũng có tổ chức xuyên quốc gia. Một số hành vi phạm tội kinh tế tham nhũng được thực hiện bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, dạ, hàng cấm diễn biến một cách phức tạp đã đấu tranh triệt phá nhiều đường dây buôn lậu lớn và làm rõ sự tiếp tay của cán bộ trong cơ quan quản lý nhà nước tội phạm và vi phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông diễn biến ngày càng phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới và hoạt động có tính chất xuyên quốc gia và xảy ra trên nhiều lĩnh vực, thiệt và gây thiệt hại lớn. Hành vi ngày càng đa dạng và gia tăng về quy mô và tính chất nguy hiểm, gây thiệt hại lớn cho kinh tế xâm phạm quyền và lợi ích của tổ chức cá nhân. Ông Vương nói Ngoài ra thì các hoạt động tội phạm ma túy xuyên quốc gia có yếu tố nước ngoài. Giảm và song ma túy thì tổng hợp từ Lào, Campuchia được vận chuyển vào Việt Nam tiếp tục có xu hướng gia tăng theo báo Thanh trà ngày 14 tháng 9 năm 2020. Quả thật là xã hội Việt Nam thời cộng sản có nhiều chuyện phức tạp quá vậy với tình trạng xã hội không có cơ bản ổn định như bài viết lạc quan tếu của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Tất nhiên thì các lĩnh vực khác cũng bị ảnh hưởng, trong đó thì người đứng đầu là công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Ông Trọng khoe trong bài viết ngày 31 tháng 8 năm 2020 rằng hai việc làm này đã được tiến hành toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, tạo dấu ấn nổi bật. Ông còn nói công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí chuyển biến một cách mạnh mẽ được triển khai quyết liệt bài bản đi vào chiều sâu, có bước đột phá và nhiều kết quả cụ thể, rõ ràng và tích tích cực. Thế nhưng chính ông Nguyễn Phú Trọng đã nhìn nhận tình hình cán bộ đảng viên không lạc quan như thế. Trong bài viết thì một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự đại hội 13 của Đảng, phổ biến ngày 27 tháng 4 năm 2020. Ông cho toàn dân biết là tình trạng chạy chức, chạy quyền chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy phiếu bầu, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy tội. Trong đó có cả cán bộ cấp cao. Tuy đã được ngăn chặn nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị đẩy lùi. Làm việc gì, giữ chức vụ gì cũng chỉ tính đến lợi quyền và bổng lộc cho cá nhân của mình và gia đình mình trước nhất, quên cả thanh liêm và danh dự. Ông còn nói tình hình tư tưởng trong đảng là tâm trạng trong nhân dân và bên cạnh đó thì tính tích cực là cơ bản cũng có nhiều biểu hiện đáng lo ngại, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu tham nhũng, tiêu cực trong một số bộ phận cán bộ đảng viên công chức mới chỉ bước đầu được ngăn chặn đẩy lùi. Nguy hiểm hơn theo lời của ông Nguyễn Phú Trọng, đã có một bộ phận cán bộ phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu, làm việc hơi hợt ngại khó ngại khổ và thậm chí thì có người suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống có biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa 4 tháng sau lời nói của ông nguyễn phú trọng thì không có bất cứ báo cáo nội bộ nào à, xác nhận cán bộ đảng viên đã hết suy thoái tư tưởng nói cách khác thì đã hồi tránh để tiếp tục kiên định chủ nghĩa mác lenin tư tưởng hồ chí minh và cộng sản đã theo đuổi vì vậy và một lần nữa thì ông Nguyễn Phú Trọng đã phải gần cổ lên để nhắc với toàn đảng tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn đảng toàn dân và toàn quân là kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội kiên định đường lối đổi mới của đảng để xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta là nền tảng vững chắc của đảng ta không cho phép ai được ngả nghiêng dao động. Trước hết, phản ảnh rõ nét hậu quả không nhỏ của tình trạng tự diễn biến, tự chuyển hóa và tự bỏ sinh hoạt đảng của số đông cán bộ, đảng viên đã nghỉ hưu. Thứ hai, ông Trọng muốn nhắc nhở các cấp ủy khoảng 600 người đã được quy hoạch vào đội ngũ lãnh đạo cấp chiến lược, đặc biệt đối với 180 ủy viên tương lai của Ban chấp hành Trung ương khóa 13, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng và kiên định chủ nghĩa Mạc Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tự đưa mình lên nói rằng văn kiện Đảng 13 là văn bia còn để lại cho đời sau, bởi vì ông giữ cả hai chức quan trọng nhất trong việc chuẩn bị đại hội 13, vừa là trưởng tiểu ban nhân sự vừa giữ chức trưởng tiểu ban văn kiện của Đảng. Tất nhiên ông trọng là người có tiếng nói quyết định trong việc chọn nhân sự, đồng thời quyết định đường lối lãnh đạo và tương lai Trung ương Đảng Cộng sản khóa 13. Tuy nhiên một bài viết trên báo Quân đội Nhân dân ngày 4 tháng 6 năm 2020 đã chỉ ra không ít khuyết tật vẫn tồn tại từ nhiều khóa trước, đó là vẫn không ít đảng viên chưa nhận thức đúng về hệ trọng của việc bầu cấp ủy chưa thực hiện nghiêm túc và khách quan, sáng suốt trong bầu cử dẫn đến bầu người chưa thực sự xứng đáng. Bên cạnh đó thì có hiện tượng chạy phiếu. Những cán bộ đảng viên uh, thực sự nghiêm túc trách nhiệm với công việc tập thể thì bị nhiều người coi là khó tính và thường nhận được sự ủng hộ ít hơn so với những cán bộ đảng viên dễ tính. Không ít đảng viên vô tư trần tĩnh và Lãnh đạo dễ tính thì mình cũng được thoải mái, dễ thở, dễ làm ăn Còn lãnh đạo nghiêm túc thì mình sẽ gò bó vất vả Vậy đơn giản là cứ ủng hộ cho những người dễ tính Bài báo vạch ra rằng chính vì khá đông đảng viên, nhân viên có tâm lý như trên nên dẫn đến một bộ phận cán bộ đảng viên cố tình chọn lối sống và phong cách làm việc xuê xoa, dĩ hòa vi quý để lấy lòng mọi người. Thậm chí là có cán bộ còn suy nghĩ tiêu cực, chẳng dạy gì thẳng thắn, nghiêm túc, đặt ra yêu cầu cao mà bị cấp dưới quy vào khó tính khắt khe rồi sẽ không ủng hộ. Việc sợ mất phiếu, sợ mất lòng cấp dưới là nguyên nhân của tình trạng mũ ni che tai. Nhắm mắt làm ngơ cho những khuyết điểm và vi phạm trong cơ quan, đơn vị cá biệt và có cán bộ còn a dua hùa theo cái sai, kiểu sống hai mặt hay nín thở chờ đại hội báo quân đội nhân dân nói tiếp trên chuyện bầu bán như sau bên cạnh xu hướng bầu người dễ tính thì có khá nhiều đảng viên còn ưu tiên bầu người quý mình người gần gũi và thân quen với mình ở cấp ủy thực tế là khá nhiều biểu hiện của việc đặt lợi ích cá nhân lợi ích nhóm lên trên lợi ích chung cho bầu cấp ủy đảng cũng như bầu cử của cơ quan lãnh đạo quản lý ở cấp các ngành có những cán bộ khi bầu tri ủy ở đại hội tri bộ thì Xuyết à, trượt vì đảng viên Thấy còn nhiều khuyết điểm về phẩm chất Năng lực thậm chí là xấu tính Khiến rất nhiều đảng viên bức xúc Nhưng đến lúc bầu đảng ủy trong đại hội Đảng bộ thì chính cán bộ ấy lại được Đảng viên trong tri bộ Ủng hộ tuyệt đối bởi họ Bảo nhau dù không xứng đáng Nhưng vẫn cứ bầu người nhà mình Vì lợi ích của tri bộ đơn vị Của mình Ngoài ra thì còn có hiện tượng Một kiểu lợi ích cá nhân khác Là thỏa thuận ngầm kiểu Ông vận động mọi người bầu tôi, tôi vận động mọi người bầu cho ông để cùng có lợi. Thực tế là có khá nhiều đảng viên không biết hết thông tin về các ứng cử viên trong danh sách bầu cử, nhất là các đảng bộ đông đảng viên. Hoạt động phân tán ít liên quan đến nhau và khi được nghe cán bộ dỉ tai, nói tốt hay xấu về người này, người kia thì đảng viên dễ tin theo. Và hệ lụy là những ứng viên thực sự trong sáng không vận động gì thậm chí là còn bị cố tình nói xấu thì dễ bị trượt con lươn con trạch thì lại trúng cử biểu hiện nữa của chủ nghĩa cá nhân trong bầu cấp ủy bầu ban thường vụ là sợ người khác hơn mình nên cố tình dìm hàng tung tin xấu dù biết rõ rằng người đó rất tốt rất xứng đáng được bầu lý do đơn giản là nếu như người đó được bầu vào cấp ủy thì mình hoặc người của mình sẽ không cạnh tranh nổi không có cơ hội để vào ghế nọ ghế kia. Có một biểu hiện của lợi ích nhóm cũng khá phổ biến đặc biệt là với các đảng bộ địa phương, vùng nông thôn và việc là việc các phe nhóm tìm cách vận động bầu cho người nhà mình với mục đích khi người của mình vào vị trí lãnh đạo thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho làng mình nhóm mình làm ăn phát triển. Đây là một việc hết sức nguy hiểm thể hiện rõ sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống và tự diễn biến, tự chuyển hóa. Báo của Đội Nhân dân viết ngày 4 tháng 6 năm 2020. Sự thật của chuyện bầu các cấp ủy đã phơi bày những mánh mung thủ đoạn, thủ thuật bất chính như thế. Nhưng ông Nguyễn Phú Trọng vẫn tự khoe rằng công tác tổ chức cán bộ phải là điểm đột phá là then chốt trong nhiệm vụ của then chốt có liên quan đến sự sống còn của Đảng vận mệnh của chế độ sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước phải hết sức chú trọng xây dựng và làm trong sạch đội ngũ của cán bộ nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu với phương châm đoàn kết dân chủ kỳ cương Sáng tạo phát triển Đại hội 13 được quy định là bước chuyển giao lãnh đạo từ thế hệ sinh ra trong chiến tranh, trưởng thành trong nền giáo dục của thế giới cộng sản sang thế hệ sinh ra trong thời bình và sau chiến tranh và được đào tạo ở nhiều nước có chế độ chính trị khác nhau, đa phần tại các nước có nền dân chủ, pháp trị, Âu, Mỹ. Nhưng với tư duy bảo thủ, giáo điều sơ cứng thì ông Nguyễn Phú Trọng có gì để lạc quan giữa tình trạng thù trong giặc ngoài lên cao như hiện nay và hơn nữa thì ông Nguyễn Phú Trọng chỉ biết tiếp tục chúi đầu xuống cát để tôn thờ chủ nghĩa cộng sản đã bị chính các nước cộng sản hàng đầu như Nga và khối Đông Âu đã vứt bỏ vào sọt rác từ những năm 1989 đến năm 1991 thì văn kiện đảng 13 có xứng đáng là văn bia không hay chỉ là mớ rẻ rách của ông cần phải ném vào trong sọt rác Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi